Hello, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay gia đình mình xuống chỗ cánh đồng chỗ Thắng Lợi nha mọi người. Đó. Rừng Nam á, hay còn gọi là chỗ Lai Trang Mương gì đấy. Đó. Ở đây cánh đồng người ta đã cắt xong á, cỏ rất là nhiều. Bên kia là người ta đang làm đậu đấy, đậu xanh ngát luôn. Đây mình sẽ quay cảnh suối, ở đây có suối luôn nha mọi người. Cây xanh rất là tốt, tươi tốt luôn đấy. Đây là thằng cu nhỏ á, cứ đi quay là nó đi theo, rất là thích thú. Sau này không biết làm cái gì nữa, học thì rất là ngu dốt. Đi học không chịu đi học, thích đi nương rẫy thôi. Đấy, mọi người coi này, cảnh đẹp lắm, rất là yên tĩnh này, vùng quê á. Địa điểm ở đây là tại huyện Phú Thiện nha mọi người, rất là yên bình. Ai ở thành phố thì thấy cảnh này là chắc là thích về luôn á. Đây cảnh mọi người coi này, mùa này là đất đất ở đây là người ta làm khoai lang nhé mọi người, nhưng mà do khoai lang hiện nay khoai lang hạ giá nên người ta bỏ rồi, người ta không có trồng khoai lang nữa, giờ bắt đầu người ta trồng lúa nhé. Đây, vườn đậu xanh, bên kia là vườn đậu xanh nhé mọi người. Đấy, bên kia đấy, là thằng nhóc con này. Đấy, đi theo đấy. Đây là thằng nhỏ đi theo, nó nghịch này. Đấy, cảnh đi chăn bò đây là ý bài luôn mọi người. Có một ngày gia đình sẽ xuống đây chăn bò nhé mọi người. Bò không nhiều, tuy là ít nhưng mà xuống đây là có thể cắt cỏ luôn. Đấy. Ồ, xung quanh là toàn là núi nhá mọi người. Đấy, cảnh thiên nhiên đẹp, đồng quê hương rất là đẹp mọi người. Đây là khu rừng Nam làm nhé, thôn thuộc thôn rừng Nam gần cái bên làng Bé Trang Mương. Bên kia là gần chân núi mọi người. Ở đây là cánh đồng lúa, người ta làm một năm hai vụ thôi, còn năm vừa rồi người ta làm khoai lang, năm nay chắc người ta làm lúa hết. Cảnh ở đây nói thật á, mình muốn tả cho các bạn á, đây là cảnh công nhận là rất là tuyệt vời mà. Đấy, đất ở đây hầu như là ở dưới là đất cát, còn ở trên là đất thịt. Đây, như mọi người biết này. Đó, đây là đất cát này, còn là cát không á. Cát. Đấy. Đó. Xuống đây chơi rồi. Nhiều trẻ con qua đây là vui lắm. Đây. Hello, chào tất cả mọi người nha. Lại là mình đây. Bây giờ là mình xuống chỗ đất này, là đất ở Phú Thiện nha mọi người. Đấy, ở trên đất 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 thịt, còn ở dưới là đất cát nha. Đấy, đất cát luôn. Nhưng mà hiện tại là vẫn là làm lúa nha, tại vì khoai lang nó xuống. Đấy. Đất rất là tốt này, mọi người. Cát ở đây là free luôn mọi người. Cát nhiều.
cánh hoàng hôn này đấy, cánh đẹp lắm mọi người. Còn cái này người ta tắm múc bên kia, người ta đổ sang bên này, ở bên này nó mặt bằng nó thấp, cách làm ruộng ở bên này là như vậy mọi người, thuê máy múc xong rồi múc múc lên rồi đổ 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 chỗ nào mà nó mặt bằng nó thấp ấy là đổ đổ dưới, xong rồi sau này mình làm nó dễ làm hơn. Còn bên này là suối nha mọi người, mình sẽ quay bên bên này, này là suối này đấy, trên này là suối này, nước ở đây này có rất là nhiều cá đấy, cá rất là nhiều. Nghe nói người ta bắt ở đây là cá rô phi rất là to nha, cá rô phi này, cá lóc này, nhiều loại cá lắm. Nếu mà mình bắt là mình sẽ biết, mình chưa hề bắt ở đây, thấy người ta bắt thôi. Đấy. Hiện tại là mình cũng đang làm nông nhé mọi người. Mọi người thấy kênh của mình hay thì cứ bấm đăng ký kênh của mình nhé, ủng hộ bố con mình nhé. Đấy. Cỏ ở đây rất là đẹp. Đấy. Đẹp lắm mọi người. Cảnh ở đây đẹp. Thật sự mà nói quay clip ở đây là tuyệt đỉnh luôn. Rất là tuyệt vời. Cảnh mát mẻ này, yên bình. Vùng quê, xa thành phố thì mình về quê. Đó. Đây là cảnh huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai nhé mọi người, tại xã Ia Son. Hôm nay lúc 3 giờ ngày 20 quên rồi, hôm nay ngày 20 mấy nha. Hôm nay chắc ngày 25 á. Tháng 6 năm 2024 nha. Tuyệt đỉnh. Rất mình đẹp. Rồi có là làm nha các bạn. Và mình sẽ nói với các bạn biết nha, lúa khi nào mình cắt á là cái rơm của nó là bằng này nha, bằng này này, xong rồi khi nào mình cắt xong á, cắt xong là ở dưới cái lúa nó rụng á, lúa nó rụng xong rồi nó sẽ mọc lên, nó mọc lên tầm này rồi. Còn nếu mà có nước nữa nó sau này nó sẽ giống như thế này này, nó sẽ trổ bông luôn đấy. Đó mọi người thấy nó sẽ trổ bông luôn. Còn mùa này thì mùa khô, người ta sắp canh tác rồi, người ta sới, người ta dùng máy, người ta bỏ cái máy sới vô, người ta làm đó đấy. Đó mọi người, anh này thì học từ sang vlog đấy. Đó. Cảnh hai bố con đi làm vlog nha mọi người. Nếu mọi người thấy clip của hai bố con hay thì hãy đăng ký kênh, theo dõi kênh nha, để xem clip tiếp theo nha mọi người. Bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau nha. Con chiêu nó mà cắn một phát là nó đẻ 100 trứng vào luôn á.